Lực lượng hơn 600 người tham gia tìm kiếm cứu nạn trực thăng Bell 505 rơi ở Hải Phòng. Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN 8650 của công ty trực thăng miền Bắc, binh đoàn 18 tại khu vực biển giáp danh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đang được tích cực triển khai. Thời điểm hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trong đó lực lượng biên phòng Quảng Ninh 46 người, biên phòng Hải Phòng 15 người, cảnh sát biển 18, quân chủng Hải quân 38 trong đó có 9 thợ lặn, quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người. Các đơn vị đã huy động 31 phương tiện hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ. Cũng theo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến 6 giờ ngày 6 tháng 4, các lực lượng đã tìm thấy 3 thi thể và một số mảnh vỡ của máy bay các lực lượng làm công tác chuẩn bị và tổ chức lặn tìm kiếm quanh khu vực vị trí máy bay rơi và rộng ra 50 mét. Việc cứu nạn đang hết sức khẩn trương, thời tiết đang thuận lợi cho việc cứu nạn.